Được Vũ Hiền xin kính chào quý vị. Ngày hôm nay là buổi chiều ngày 6 tháng 7 năm 2016, và có một khách hàng là anh khách quen, anh ở Chí Linh, Hải Dương. Anh đang muốn tìm hiểu về cái chiếc sập hương đá Nam Phi của chúng tôi. Thì chúng tôi đợt trước có một chiếc sập hương đá rất là đẹp và chúng tôi đã chuyển về Yên Bái rồi. Và tiếp theo là một chiếc nữa, và chính là chiếc trước mặt quý vị đây là cũng đã có khách từ Liên Bão, xã Liên Bão, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh về lấy rồi. Vân thì rất là đẹp, nhưng mà những cái này đã là cái sản phẩm đã bán rồi cho nên tôi chỉ quay lướt qua thôi. Và còn một chiếc ở đây là anh ở Chí Linh, Hải Dương cũng đang dặn tôi, và hiện nay tôi đang quay cái mặt trái của nó. Quý vị nhìn thấy là mặt trái và vân còn đẹp như thế này thì mặt phải nó sẽ đẹp đến cái cỡ nào. Đây là mặt sau. Vân sọc như gỗ mun luôn. Nhưng còn đây là gỗ hương đá và nó chất lì và rất nặng. Cho nên hôm trước là khi mà anh ở Yên Bái, anh cũng muốn là lưỡng lự một trong vài cái, sau cùng là anh đã quyết định lấy chiếc sập hương đá này. Đây, những cái vân tuyệt tác luôn. Và hiện nay trong cửa hàng thì chiếc sập này chỉ thua chiếc sập cẩm lai một lá mà thôi, bởi vì chiếc sập cẩm lai một lá thì cũng rất đặc sắc, nhưng mà nó đặc biệt nhất là cả cái ván ở trong là một lá, còn chiếc sập hương đá này nó vẫn là hai lá, tức là hai miếng ghép một. Đấy, đang nhìn mặt trái là quý vị và khách hàng ở Chí Linh, Hải Dương là anh thấy được là cái chất gỗ nó đanh như nào, gần nó xanh như thế này. Như vậy chính là cái mặt này là để giới thiệu cho anh ở Chí Linh, Hải Dương. Và còn bây giờ thì tôi lại lia máy đến mấy cái chân của cái bộ mà đã bán về Liên Bão, Thiên Du, Quang Minh rồi để anh tham khảo thôi. Bởi vì cái bộ quay kia thì hiện nay đang chồng đống lên nhau, nó đang cũng tương đối khó quay, cho nên là lia qua cái này để anh tham khảo thôi. Và đây là chiếc dạ tiền, dạ tiền của chiếc đưa về, sắp đưa về Bắc Ninh. Vân rất đẹp nhưng mà hiện nay là ánh sáng trong này đang không đủ. Thôi sơ bộ là như vậy. Như thế là đủ để anh ở Chí Linh, Hải Dương anh hình dung ra rồi. Và hiện nay chúng tôi đang quay là tại tầng 1 khu B của đồ gỗ Bắc Ninh. Bên kia chính là khu A của chúng tôi. Cả khu A, khu B là 2000 m², nằm tại làng Mộc Đại Nghiệp, xã Tân Dân, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội. Đức Hiền cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và hẹn gặp lại trong những clip sau.